Chị nghe, để em tính đi công việc đây ra đây có ông bác ở ông đem lại cái lo đây, em gửi ông bán đây. Em đi ông chạy rồi. À, bưng giùm em cái lo qua đây coi anh chạy. Chạy không? Bưng cái lo qua đây giùm em coi anh, bưng cái lo để đây giùm em ơi. Anh sao mà anh nhát camera thế anh? Ấy da. Ơi à, con ơi để chú ba quay ơi để lần nữa lên đi, lần nữa lên đi anh ơi. Rồi, một cái nha. Rồi đó. Đẹp dinh nha cô chú anh chị. Đó, thấy không? Khá là đẹp nha. Cái nữa anh ơi. Đây. Đó, hai cái nha. Cái này là ổng chơi bù phép gì ổng lấy tay ổng khều sao móp núp nữa nè, y gan nha cô chú anh chị. Cặp loa như thế này nha. Rồi khá là đẹp nha cô chú anh chị. Ây da. 40 từ 220 100. Đó. Cặp này em bán với giá 1 triệu 900 cao bao ship tới nhà cô chú anh chị. 40 từ 220 cô 100. Lo còn nguyên bản nguyên zin nè cô chú anh chị, tại em lau là bụi quá. Đó thấy không? Rồi chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị buổi chiều vui vẻ nha.